Hôm nay thì mình sẽ lên cho các bạn một video clip về dòng xe AB125 4 van. Nếu như mà các bạn cảm thấy xe mình nó quá yếu đi, rồi không có chi phí để mình nâng cấp lên một chiếc xe 160, thì hôm nay mình sẽ nâng cấp cái chiếc AB125 này chỉ với cái chi phí là 6 cho tới 7 triệu tùy vào cái ô đô xe của các bạn. Ví dụ như mà ô đô đi nhiều quá rồi đó thì sẽ xử lý và thay thế vài cái chi tiết ở trong động cơ, và sau đó mới bắt đầu tiến hành là nâng cấp lên 160. Còn đối với cái xe mình đang quay cho các bạn á, chủ xe chỉ đi mới có 3.000 cây thôi, thì thành ra động cơ nó còn rất là ok. Mình chỉ cần rớt lầm, rớt đầu ra, nâng cấp lên 160. Ở đây là trục cam 160 bên tay trái, và bên tay phải là cam zin của 125. Đó, quay cho các bạn xem sự khác biệt nha. Thì với cái cấu hình này á, hầu như là các cái linh kiện thay thế đều là của chính hãng của Honda sản xuất, cho nên á, độ bền thì hầu như là như zin nha các bạn. Và bên mình sẽ bảo hành cho cái cục máy này 6.000 cây cho các bạn đi thoải mái, yên tâm về chất lượng nha. Và trong cái thời gian bảo hành thì mình sẽ canh chỉnh cho vừa ý các bạn. Ví dụ như là tháng này đi ok, tháng sau đi cảm thấy là nó không vừa ý gì đó thì quay lại mình sẽ kiểm tra canh chỉnh miễn phí, không có tốn phí nha. Vậy tại vì trong cái thời gian bảo hành mà, bảo hành thì không phải là chỉ hư mới bảo hành, mà trong cái quá trình mà các bạn sử dụng xe, mình sẽ canh chỉnh cho vừa ý của các bạn. Để nâng cấp động cơ lên 160 thì chúng ta sẽ mất từ 1 cho tới 2 ngày thôi là các bạn có xe. Và đây là sau khi mà mình đã nâng cấp động cơ nha các bạn. Đó, nhìn là như zin nha các bạn, nhưng mà máy thì nó đã mạnh hơn rồi. Đây là tiếng máy nha các bạn. Cái này là mình chưa có canh chỉnh xăng gió, cũng như là mới vừa ráp lên để nổ máy nghe thôi các bạn. Chỉ mất tầm khoảng 3 giờ đồng hồ thôi thì đã ráp hoàn tất cái máy, nhưng mà những cái khâu khác thì vẫn phải canh chỉnh thêm. Nói chung là cái cấu hình này có thể là làm lấy xe được trong ngày nha, phù hợp cho các bạn ở xa mà muốn làm cái cấu hình từ 125 4 van lên 160. Thay vì bây giờ các bạn phải đầu tư một chiếc xe 160cc đúng không, thì với cái cấu hình này nó gần như zin hết, tại vì lòng piston tông là đều là zin 160 nha các bạn, của Honda luôn. Máy cực kỳ khỏe nha. Và cái cấu hình này thì cái giá để làm á cũng không có quá cao, mà nó lại bền như zin luôn các bạn. AB125 2 van thì sẽ lên được 150cc, còn 4 van thì sẽ lên được 160cc nha các bạn. Những dòng khác ví dụ như là BCX cũng có thể lên 160cc. Các bạn không cần phải mua một chiếc xe mới với động cơ 160 đâu. Chiếc xe này thì bạn chủ xe mới đi có khoảng 3.000 cây số thôi, nhưng mà cảm giác xe yếu quá, nâng cấp lên nữa chạy cho nó thoải mái ha.